Vâng, cô Hòa. Đầu tiên là kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Châu Ngọc Hoa, kính thưa thạc sĩ Lê Hoàng Bảo, kính thưa các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Tôi là thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Vân, bộ môn nội Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta vừa nghe một cái bài trình bày rất là hay và rất là cập nhật của thạc sĩ Lê Hoàng Bảo về cái vấn đề điều trị statin một cách chọn lọc trên người bệnh nhân đái tháo đường. Như vậy thì đó là một cái quan điểm. Như vậy chúng ta hãy đi qua một cái góc nhìn có thể là nó hơi khác một chút xíu, là liệu chúng ta có nên chỉ định statin cho tất cả người bệnh nhân đái tháo đường hay không? Thì trước khi chúng ta bắt đầu về điều đó thì hãy nhìn lại về Enjin Braun. Enjin Braun được coi là cha đẻ của nền y học hiện đại và ông là một cái người đã nhận được Nobel y học và có một cái danh tiếng rất là lớn trong cái ngành y khoa. Khi được hỏi được là trong thế kỷ 20 ấy, thì những cái tiến bộ y học nào đã đem lại một cái thành công rất là lớn và cứu mạng rất là nhiều người, thì ông nói là có hai cái thành công rất là lớn. Cái thành công thứ nhất đó là penicillin, bởi vì nó mở ra một cái kỷ nguyên về điều trị những bệnh lý nhiễm trùng. Và cái thành công thứ hai thì ông nói là statin, bởi vì statin đã kéo dài cái tính mạng, nâng cao tuổi thọ của hàng triệu triệu người trên khắp thế giới. Như vậy thì cái lợi ích này trên người bệnh nhân đái tháo đường của chúng ta có gì đặc biệt hay không? Thì đầu tiên hãy nhìn lại về đái tháo đường. Đái tháo đường là một cái bệnh lý mà càng ngày càng phổ biến. Và theo IDF Atlas năm 2019 thì người ta nói là hiện tại có trên 460 triệu người bệnh nhân đang có đái tháo đường trên toàn cầu. Và nếu chúng ta nhìn cái bản đồ này á, với cái màu đậm hơn là cái số người bệnh nhân mắc đái tháo đường trên 2 triệu người, thì rõ ràng châu Á là một cái vùng trung tâm có rất rất là nhiều bệnh nhân đái tháo đường. Và những nghiên cứu người ta thấy là trên 75% những người bệnh nhân đái tháo đường là đến từ những cái nước có nền thu nhập từ trung bình cho đến thấp. Tuy nhiên cái tỷ lệ tử vong thì khá là cao và cái tử vong mà sớm ở người trước 60 tuổi thì càng ngày càng gia tăng. Do đó người ta mới đặt ra một câu hỏi là liệu chúng ta đã làm gì trong cái quản lý người bệnh nhân đái tháo đường trong cái thời gian qua. Thì hãy nhìn lại số liệu của Hoa Kỳ năm 1990 đến năm 2010. Người ta thấy là trong 20 năm á, thì những cái tỷ lệ tử vong liên quan tới đái tháo đường nó đã giảm một cách rất là đáng kể, đặc biệt là những cái tử vong liên quan đến tim mạch. Cái đường màu xanh dương ở đây là nhồi máu cơ tim cấp, sau đó đến là stroke, tức là đột quỵ. Và mặc dù là có giảm như vậy, tuy nhiên, sorry các bạn, slide trước, xin lỗi các bạn chờ chút xíu. Rồi. Mặc dù là có những cái thay đổi rất là lớn như vậy, chúng ta thấy là giảm cái mức độ nhồi máu cơ tim cấp từ 150 biến cố trên 10.000 người bệnh nhân xuống còn có 50 biến cố trên 10.000 người bệnh nhân. Nhưng mà nhìn chung thì những cái biến cố tử vong như đái tháo đường đó, nó vẫn cao hơn rất là nhiều so với người không đái tháo đường. Thì khi mà người ta phân tích trên cái dân số này, người ta thấy là trong vòng 20 năm đó, thì những cái thay đổi về hút thuốc lá nè, thay đổi về kiểm soát huyết áp, thay đổi về kiểm soát đường huyết nó gần như không thay đổi. Cái duy nhất thay đổi đó là tỷ lệ kiểm soát LDL cholesterol dưới 100 mg trên decilit nó tăng lên từ 38% lên tới 57%. Và người ta nghĩ rằng sự kiểm soát LDL này đã có một thành công rất là lớn trong kiểm soát tử vong như đái tháo đường. Người ta dự đoán là từ năm 2010 trở về sau á, thì cái thành công này nó còn ngoạn mục hơn nữa, bởi vì chúng ta đang có những sự thay đổi trong quan điểm điều trị người bệnh nhân đái tháo đường. Vậy thì quan điểm đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhìn lại cái dòng lịch sử. Năm 2003 thì cái khuyến cáo về lối hành huyết máu là khuyến cáo ATP3. Người ta thấy là cái LDL cholesterol từ 160 mg trên decilit trở lên mới gọi là cao. Tuy nhiên 10 năm sau đó thì ACCHA đã thay đổi cái quan điểm này và đưa ra hai khái niệm mới. Cái khái niệm thứ nhất là điều trị statin là phải dựa trên cái mức độ giảm LDL cholesterol, hay nói cách khác là statin có cường độ cao hoặc là statin có cường độ trung bình. Và khi mà dựa vào cái ICP thì người ta phát hiện là bốn nhóm bệnh nhân sẽ có nguy cơ sẽ có lợi ích nhiều nhất từ điều trị statin. Trong đó có người bệnh nhân đái tháo đường chúng ta sẽ nằm ở đây. Đó là những người bệnh nhân đái tháo đường có LDL từ 70 tới 189 mg trên decilit và tuổi từ 40 tới 75. Như vậy nếu như LDL trên mức này là trên 190 trở lên đó, thì bệnh nhân cũng sẽ có chỉ định sử dụng statin. Như vậy chỉ có những người nào mà LDL dưới 70 thì chúng ta mới không có chỉ định sử dụng. Như vậy đến năm 2020 thì ADA đã thay đổi cái quan điểm và ADA cho rằng đa phần những cái người bệnh nhân đái tháo đường đó, họ sẽ sử dụng, gần như là ai cũng sử dụng statin hết. Chỉ không sử dụng trong cái trường hợp duy nhất là người bệnh nhân trẻ hơn 40 tuổi và người bệnh nhân không có nguy cơ tim mạch nào. Như vậy thì đây là quan điểm của Hoa Kỳ. Nhưng mà quan điểm của châu Âu thì sao? ESA đã thể hiện cái quan điểm này một cách rất là rõ ràng hơn về cái quan điểm điều trị statin, điều trị rối loạn lipid máu. Chủ yếu dựa vào nguy cơ của người bệnh nhân, chúng ta không dựa vào con số. Ở đây có cái sự tô màu tương ứng. Như vậy nếu một người bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ là trung bình, thì LDL cholesterol là 100 mg trên decilit rất tốt. Tuy nhiên nếu người này cũng là đái tháo đường nhưng mà nguy cơ là rất là cao, LDL cholesterol 100 mg trên decilit là chưa tốt và chúng ta phải tìm cách để hạ nó xuống dưới 55 mg trên decilit với cái mức giảm là trên 50% so với baseline.
Như vậy chúng ta sẽ phân tích cái nguy cơ này dựa vào những yếu tố gì? Thì khuyến cáo cũng đưa ra cho chúng ta là những cái yếu tố quyết định nguy cơ tim mạch cao hay thấp là dựa vào bệnh tim mạch có sẵn hay không, dựa vào những tổn thương cơ quan đít, dựa vào sự tích lũy của những yếu tố nguy cơ và dựa vào cái thời gian của bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt cho người đái tháo đường tiếp 1. Vì nếu chúng ta nhìn vào cái phân tầng nguy cơ ở đây, chúng ta sẽ thấy hai cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là người đái tháo đường nguy cơ chỉ có từ trung bình tới rất cao, và cái thứ hai là đa phần người bệnh nhân đái tháo đường sẽ rơi vào nhóm là nguy cơ cao rất là cao. Bằng chứng là rất là khó để chúng ta có thể gặp được một người bệnh nhân mà đái tháo đường không kèm thêm bất cứ một yếu tố nguy cơ nào khác. Đây là một cái nghiên cứu tại Trung Quốc năm 2016, thì người ta thấy là với cái mục tiêu là LDL cholesterol dưới 100 mg trên decilit thì có 67,1% bệnh nhân có đoạn nghi mạch máu, và với cùng một cái tiêu chuẩn này thì trong một cái công bố gần đây hơn của Thái Lan, tỷ lệ này nó lên đến 89%. Đối với những bệnh đi kèm khác thì khoảng 50% bệnh nhân đái tháo đường có tăng huyết áp, khoảng 30-40% sẽ có bệnh thận do đái tháo đường, và có khoảng trên 30% bệnh nhân có những cái bệnh tim mạch. Hay nói cách khác, ít khi nào mà chúng ta gặp một người đái tháo đường đơn thuần mà không có bệnh lý đi kèm. Chính vì vậy, điều này dẫn tới một sự quan điểm trong điều trị thứ hai nó thay đổi, đó là khi chúng ta tiếp cận người bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta phải nhìn một cách rất là toàn diện. Người bệnh nhân này có bệnh thận mạng không, có béo phì không, có trầm cảm hay không, và không chỉ là chúng ta điều trị để cải thiện cái tỷ lệ tử vong mà phải nâng cao được cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh nhân. Như vậy, với hai cái thay đổi trong quan điểm đó thì người ta cũng hướng dẫn mình là mình sẽ làm cách nào để mình đạt được cái điều này. Thì đối với điều trị đái tháo máu trên người bệnh nhân đái tháo đường thì giống như trong bài của thầy sẽ lên hoàng bảo trình bày rất là rõ, cái cornerstone đó là cái quan trọng nhất đó, là thay đổi lối sống. Sau khi chúng ta đạt được thay đổi lối sống, kể cả về tập luyện và chế độ ăn uống, thì cái điều trị đầu tay sẽ là statin. Tại vì statin là một cái thuốc được chứng minh là sẽ làm giảm được cái tử vong tim mạch. Với mỗi một 1 mmol/L statin, chúng ta LDL cholesterol chúng ta giảm được với statin đó, nó sẽ tương ứng với giảm 22% những cái biến cố liên quan đến tim mạch. Tuy nhiên, đối với điều trị statin thì người ta thấy là cái lợi ích đó, nó có thể khác nhau trên những cái phân nhóm bệnh nhân khác nhau. Thì đây là một cái phân tích gộp cho những nghiên cứu khác nhau sử dụng có thể là statin là cái màu xanh, hoặc sử dụng statin phối hợp với ezetimibe là màu xanh dương, hoặc là phối hợp với PCSK9 inhibitor là màu vàng. Như vậy, cái độ lớn của những cái chấm tròn này cho thấy cái độ rộng của dân số nghiên cứu, và chúng ta thấy là cái đường này nó sẽ đi dọc đi trên xuống dưới từ trái sang phải. Nên nói cách khác là nếu một cái người ban đầu LDL cholesterol rất là cao thì cái lợi ích mà họ thu được sẽ rất là lớn. Ngược lại, nếu mà cái lợi ích ban đầu LDL cholesterol của họ là khoảng 100 trở lại thì cái lợi ích nó sẽ không nhiều. Do đó, nghiên cứu này kết luận là ở thời điểm ban đầu LDL cholesterol càng cao bao nhiêu thì khi chúng ta điều trị hạ được LDL cholesterol chúng ta càng có lợi bấy nhiêu. Như vậy câu hỏi là nếu mà LDL cholesterol ban đầu mà cao thì liệu mình hạ xuống có dễ không? Tại vì rõ ràng trong những cái nghiên cứu người ta thấy là mục tiêu LDL cholesterol bây giờ rất là thấp, chỉ từ 55 tới 70 mà thôi. Thì điều này được trả lời trong một cái nghiên cứu pha 3. Đây là một cái trích từ một cái phân nhóm dân số trên người Trung Quốc khoảng hơn 400 người từ hai cái nghiên cứu là nghiên cứu Benton và nghiên cứu Pearson. Trong nghiên cứu này thì người ta nhận những cái người bệnh nhân đái tháo đường type 2 và tách ra thành hai nhóm. Cái nhóm màu xanh dương các anh chị đang nhìn thấy là nhóm bệnh nhân sử dụng statin phối hợp với evolocumab, còn nhóm màu cam là nhóm chỉ sử dụng statin đơn thuần. Người ta đánh giá là hiệu quả của điều trị sau 10 tuần và thấy là ở cái nhóm sử dụng statin đơn thuần á, cái tỷ lệ kiểm soát của chúng ta là dưới 10%, hay nói cách khác là rất là khó để đạt được kiểm soát. Như vậy câu hỏi là tại sao chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu trên dân số này? Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại, điều trị bằng mạch máu nó đi theo một cái hình kim tự tháp ngược. Chúng nghĩ là đầu tiên chúng ta phải hỏi liệu chúng ta đã tích cực tạo áp lực cho người bệnh nhân để người này thay đổi lối sống hay chưa, đã giảm cân chưa, đã có chế độ ăn phù hợp hay chưa. Cái thứ hai là khi chúng ta sử dụng statin thì trong nghiên cứu lúc trên người ta thấy là đa phần bệnh nhân có nguy cơ rất là cao, nhưng mà đa phần cái liều statin lại sử dụng ở cái liều thấp cho tới trung bình. Hay nói cách khác là chúng ta chưa có tối ưu hóa cái liều statin, chúng ta chưa cho người bệnh nhân được hưởng lợi ích cao nhất từ cái việc hạ LDL cholesterol. Và trong một số những cái trường hợp thì người ta thấy là statin thôi có thể là không đủ. Giả sử chúng ta có một người bệnh nhân mà LDL cholesterol ban đầu rất là cao, ví dụ là 160 mg/dL, chúng ta muốn hạ xuống khoảng 55 mg/dL, như vậy cái mức hạ của chúng ta sẽ là trên 70%. Như vậy trong cái trường hợp đó thì nếu sử dụng statin đơn trị thì sẽ rất là khó để đạt được mức độ đó. Như vậy việc phối hợp statin với một cái thuốc khác nó sẽ được đặt ra tùy theo cái mục đích, cái yêu cầu của từng người bệnh nhân một. Khi chúng ta có chỉ định phối hợp với một cái thuốc khác thì cái thuốc hàng đầu được chỉ định trong cái khuyến cáo hiện nay là ezetimibe. Và sau khi chúng ta đã phối hợp với ezetimibe mà vẫn chưa đạt được mục tiêu, đặc biệt cho người có nguy cơ từ cao tới rất cao, thì chúng ta xem xét thêm những yếu tố khác. Thí dụ như thuốc chế PCSK9 này. Hiện nay nếu các anh chị theo dõi EC2020 thì người ta đang nói rất là nhiều vấn đề cá thể hóa, trong đó có liệu pháp về gen và nó rất là thay đổi. Tuy nhiên những cái cá thể hóa đó, những cái PCSK9 đó thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta chưa có. Chúng ta chỉ có những cái màu xanh thôi. Có nghĩa là
thay đổi lối sống statin và ezetimibe. Vậy chúng ta hãy tối ưu hóa từng thành phần trong đây để người bệnh nhân của chúng ta có thể có lợi nhất. Như vậy thì khi chúng ta đánh giá người bệnh nhân, chúng ta sẽ phải đánh giá một cái định kỳ liệu là chúng ta điều trị đã thành công hay chưa. Như vậy nhìn vào hai cái bi lăng lipid máu ở đây, mình thấy là hai người này nhìn rất là giống nhau, chỉ khác nhau ở cái bi lăng lipid máu thôi. Như vậy nếu hỏi các anh chị, cái người bên tay phải này triglycerides là 250 và HDL cholesterol là 30, và cái người bên tay trái triglycerides là 90 và HDL cholesterol là 50, người nào có đái tháo đường, thì chắc chắn các anh chị sẽ trả lời là người bên tay phải, vì đây là cái đặc trưng của người đái tháo đường. Thường họ sẽ tăng triglycerides, thường họ sẽ giảm HDL cholesterol. Và trong những cái năm gần đây, nếu các anh chị để ý, thì triglycerides rich lipoprotein nó được đưa ra như là một cái mới nổi lên về cái yếu tố nguy cơ tổn dư. Và statin là một cái thuốc mà có thể cải thiện được triglycerides máu. Do đó trong những cái khuyến cáo người ta nói rằng nếu bệnh nhân tăng triglycerides máu trên 200 mg/dL và bệnh nhân có nguy cơ cao thì hãy điều trị đầu tay với statin. Tuy nhiên người ta cũng mở ngược ra với mình, nếu bệnh nhân này nguy cơ cao, statin mình điều trị ở liều tối ưu rồi, mình hạ được LDL cholesterol dưới 70 mg/dL rồi, mà bệnh nhân này vẫn còn triglycerides trên 200 mg/dL, thì trong trường hợp đó người ta chấp nhận là mình có thể phối hợp thêm một thuốc khác nữa để tích cực hơn điều trị yếu tố nguy cơ tồn dư cho người bệnh nhân. Như vậy câu hỏi là nếu chúng ta cố gắng tạo được một cái bilan lipid rất là đẹp cho người bệnh nhân, như vậy giả sử như hai người bên đây bilan lipid hoàn toàn giống nhau, như vậy câu hỏi là liệu cái nguy cơ tim mạch của họ có khác nhau hay không? Thì câu trả lời là có thể, vì LDL cholesterol nó có những cái kích thước khác nhau. Người ta nhận thấy là những cái LDL cholesterol nào mà kích thước nó càng nhỏ bao nhiêu thì với cùng cái lượng tổng là 130 mg/dL thì nó sẽ nhiều hơn, nó đậm đặc hơn bấy nhiêu, và cái nguy cơ tim mạch của họ sẽ cao hơn. Thế nói cách khác là cùng nhìn một cái băng lipid như nhau thì nguy cơ của họ sẽ cao hơn. Như vậy câu hỏi của mình là liệu cái statin, có cái statin nào nó sẽ làm cải thiện được cái LDL nhỏ đậm đặc hay không? Thì nó có một cái phân tích gộp. Phân tích gộp này thực hiện trên 26 ICT và có trên 7.800 người bệnh nhân. Người ta so sánh giữa rosuvastatin và atorvastatin về cái hiệu quả giảm small dense LDL cholesterol. Kết quả nhận thấy là cái mức giảm của nhóm rosuvastatin nó cao hơn, nó có mức tương ứng là -1.56 mmol/dL. Như vậy câu hỏi ở đây là khi chúng ta đọc cái nghiên cứu này thì nó có cái gì mà nó làm chúng ta suy nghĩ hay không? Thì nó có hai cái vấn đề làm chúng ta suy nghĩ. Cái thứ nhất là trong cái phân tích gộp này chỉ có ba nghiên cứu phía trên là đo small dense LDL cholesterol một cách trực tiếp, còn tất cả những nghiên cứu phía dưới thì nó sẽ đo một cách gián tiếp. Và cái thứ hai là cái thời gian theo dõi nghiên cứu này nó không dài, chỉ có ba nghiên cứu theo dõi bệnh nhân trên 6 tháng, còn những nghiên cứu khác thì người ta sẽ theo dõi bệnh nhân với thời gian ngắn hơn. Do đó nhóm tác giả đề nghị là chúng ta hãy có thêm những cái nghiên cứu khác thiết kế chặt hơn để có thể trả lời cho câu hỏi này, vì đây là một yếu tố nguy cơ tồn dư rất là quan trọng. Tuy nhiên nghiên cứu này vẫn cho chúng ta được những cái điểm mạnh, đó là mình có thể sử dụng rosuvastatin và sẽ nhận được một cái sự lợi ích, đó là giảm small dense LDL cholesterol từ rất là sớm. Như vậy thì nãy giờ chúng ta đang nói về nhóm bệnh nhân nguy cơ từ cao tới rất cao. Như vậy nếu mà bệnh nhân có nguy cơ trung bình thì chúng ta có nên sử dụng statin hay không? Như vậy nhìn lại cái định nghĩa của trung bình là gì? Là những cái người trẻ tuổi, những người này thời gian đái tháo đường dưới 10 năm và người này không có một yếu tố nguy cơ nào khác hết. Thì những cái năm gần đây người ta nói về một cái khái niệm, đó là sự tích lũy yếu tố nguy cơ. LDL cholesterol là một cái yếu tố nguy cơ chắc chắn nó sẽ gây ra những yếu tố sơ vữa. Và người ta thấy là nếu mà LDL cholesterol này tích tụ thì khi nó đạt được cái mức là 5.000 mg/năm thì nó sẽ đủ để gây ra những cái biến chứng, những cái hội chứng như hội chứng bằng cấp. Thì đó là cái đường đỏ đang đi ngang qua màn hình ở đây. Và một khi cái biến cố này xuất hiện thì những cái biến cố khác cái nguy cơ tim mạch nó sẽ tăng lên theo hàng lốc và tăng rất là nhanh sau đó. Như vậy nếu một cái người mà LDL cholesterol người này là 80 mg/dL và giữ hoàn định như vậy trong suốt cuộc đời họ, thì ở khoảng hơn 60 tuổi cái biến cố tim mạch đầu tiên về sơ vữa sẽ xuất hiện. Tuy nhiên nếu cái LDL cholesterol này là 125 mg/dL thì chỉ cần 40 tuổi là cái biến cố này sẽ xuất hiện, và nếu mà nó là 200 mg/dL thì chỉ cần 20 tuổi là nó đã xuất hiện. Và cái điều này là một cái điều đau đầu, đặc biệt cho người bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt trong cái thời đại mà người ta đang nói là về sự trẻ hóa và những cái yếu tố chuyển hóa. Càng ngày bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân béo phì, càng ngày họ càng trẻ hơn. Và nếu chúng ta không kiểm soát yếu tố nguy cơ này thì biến cố sẽ xảy ra rất là sớm. Và điều này được chứng minh trong một cái nghiên cứu sổ bộ tại Thụy Điển. Trong cái nghiên cứu này thì người ta đánh giá những người đái tháo đường mà trẻ tuổi thôi, từ 1 cho đến 49 tuổi, và người ta theo dõi trong thời gian 10 năm. Thì người ta thấy là những người đái tháo đường á, cái nguy cơ tim mạch, cái biến cố của họ đó, SCD hay gọi là tử vong đột tử do bệnh tim mạch á, họ cao hơn người bình thường rất là nhiều. Đa phần tử vong ở người bệnh nhân đái tháo đường là do SCD, và một khi nó xuất hiện thì cái biến cố này nó tăng lên từ khoảng thập kỷ thứ 2 đối với người đái tháo đường tiếp 1 và tăng lên từ thập kỷ thứ 3 đối với người đái tháo đường tiếp 2. Cái tỷ lệ này gấp 9 lần so với người không có đái tháo đường. Do đó cái nghiên cứu này họ kết luận là có lẽ là chúng ta chưa có đánh giá nguy cơ tim mạch cho các người đái tháo đường mà trẻ tuổi một cách tích cực. Vì vậy chúng ta nghĩ là đái tháo đường mới xuất hiện, mới quá và không có đánh giá đầy đủ yếu tố nguy cơ.
Như vậy để kết lại, ngày hôm nay chúng ta đã nói về statin trên bệnh nhân đái tháo đường. Chủ yếu được thì chúng ta không dựa vào con số, chúng ta dựa vào cái nguy cơ của người bệnh nhân để giảm được cái nguy cơ tương ứng. Đa phần bệnh nhân đái tháo đường sẽ là nguy cơ từ cao cho tới rất là cao. Với cái mục tiêu area cholesterol nó khá là khó để đạt được là 55 mg trên decilit hoặc là 70 mg trên decilit và giảm ít nhất là 50% so với baseline. Điều này khó thực hiện nhưng có thể thực hiện được nếu như chúng ta tối ưu hóa tất cả mọi can thiệp cho người bệnh nhân, trong đó có thay đổi lối sống, trong đó có statin, trong đó có phối hợp thuốc, đặc biệt là ezetimibe. Tuy nhiên khi mà đã phối hợp tất cả những điều này rồi, khi mà đã thành công rồi thì nó vẫn còn một cái nguy cơ, đó là những yếu tố nguy cơ tồn dư. Và hãy đánh giá nguy cơ một cách thật là tích cực trong suốt cái quãng hành trình đối với người bệnh nhân, đặc biệt ở trên những người bệnh nhân trẻ tuổi mới phát hiện đái tháo đường thì có thể là nguy cơ của họ cũng sẽ rất là khó nhìn thấy trung bình. Hay nói cách khác, đa phần người bệnh đái tháo đường sẽ có chỉ định sử dụng điều trị statin. Và đó là phần kết thúc của phần trình bày của tôi. Cảm ơn các anh chị và các bạn đồng nghiệp chú ý lắng nghe.